Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái máy phát lắp trên xe Isuzu D-Max. Con này đây các bạn nhìn này. Máy bãi nhá, máy bãi nguyên bản đấy. Đây. Nếu mà tra cái mã này là chuẩn luôn cả mã này. Isuzu D-Max. Đấy, nhưng mà con này D-Max là đời đời nó hơi cao nhé, đời nó tầm 2010 trở lên nhé. Nhìn chân nó cũng độc đáo này. Đó. Cái dây cua con này thì nó chạy bản là 1 2 3 4 5 6 7, 7VK nhé. Đấy. Rắc điện này, chân rắc này. Chân rắc là hai rắc này. Đó. Lắp đít thì bằng nhựa. Chuẩn bãi luôn đấy. Đấy thì mình vừa giới thiệu cho anh em cái máy phát lắp trên xe Isuzu D-Max. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này hoặc là mua đấy, thì kết nối qua số điện thoại 076 9086 33 hoặc là add Zalo, Facebook đều qua số điện thoại này nhá. Đấy. Ok rồi đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.